chúng ta sẽ đến với một đôi song ca, đó là anh Hưng Lâm và em Trần Thật với ca khúc Định Mệnh. Mời hai vợ chồng lên sân khấu để thể hiện ca khúc của mình. Rồi, khán phòng giờ này cũng chỉ còn một nửa nữa thôi, nhưng mà cả phòng cho Hưng Lâm và Trần Thật một tràng vỗ tay thật to lên ạ. Em không muốn duyên ban đầu.